cho nó trở về tốc độ gốc của bài mới, tức là tốc độ nhanh. Các bạn sẽ thấy những cái nhạc nó nhanh lên. Cái này là dây tín hiệu nha mọi người. Nó đưa âm thanh từ cái này qua cái loa. Cái này là dây điện nha mọi người. Đưa nguồn điện vô cái từ cái này qua cái máy DJ này và qua cái loa. Bây giờ Dít sẽ cắm điện nha mọi người. Nhưng mà phải có người lớn giúp mình nha. Cái đầu này cắm vô cái đầu này. Rồi, vô. Cái đầu này cắm vô cái này. Rồi, vô. Cái đầu này gắn vô cái máy DJ này. Gắn vô đi. Phải chắc là ở trong đây không có điện nhá. Khi làm việc này phải có người lớn ở bên cạnh nhé. Cắm vô máy DJ thì sẽ được cái đầu này có ba cái gạch gạch. Master One. Rồi đầu còn lại gắn lên cái loa. Rồi bây giờ Vít đẩy cái máy DJ cho gọn gàng lại nè. Vít đã hoàn thành xong việc lắp ráp máy DJ rồi nhé. Bây giờ chơi DJ thôi. Chơi DJ được thì bạn cũng chơi DJ được. Bây giờ tốc độ chậm nha mọi người. Vít mới vừa làm cái phần giao bài nó ngầu, rất là ngầu. 2, 3, cúp. Vít đang cúp âm thanh cho nó ngầu. Cúp. Rồi đủ rồi. Vít bấm cho bên kia nó ốp cái bài bên này thử. Rồi, tức là Vít đang chỉnh một bài nhanh nhưng mà giờ Vít làm cho tốc độ hai bài nó ốp lại bên nhau trước. Vít cho hiệu ứng và hãy bấm play bài mới luôn nè. Đó, vậy là Vít đã mở bài mới và play bài mới rồi. Vít mới giữ chút cái đó. Rồi bây giờ Vít chơi hiệu ứng này chút xíu nữa nè. Vị sẵn sàng chưa? Vít sẽ chơi một hiệu ứng, chuẩn bị chơi. Đúng rồi. Đó, con dặn em các bạn nhảy cái này số 2 lên, một tay dặn tay đẩy nó mới ngầu. Bây giờ mình sẽ dặn hiệu ứng và cho bài số 2, tức là bài mới lên luôn. Chuẩn bị. Đó. Rồi Vít chờ thời điểm để trộn hai bài, hai tay của Vít để như vậy tức là đang chuẩn bị trộn. Thời điểm nào không? À, Vít đang trộn á. Đúng rồi. Đúng rồi. Vít đang chờ thời điểm để cho nó trở về tốc độ gốc của bài mới, tức là tốc độ nhanh. Các bạn sẽ thấy như cái nhạc nó nhanh lên. Và Vít chọn thời điểm để cho nó lắng cái bài xuống nè. Mọi người xem đi. Tốt. Tốc độ từ 128 đã nhảy lên 145. Giới thiệu mọi người đây là tốc độ gì? Tốc độ nhanh. Nha mọi người. Đây tốc độ nhanh đi mọi người. Đây. Đây đâu, đây đâu. Đây. Đây đâu, đây đâu. Đó, đây là cái kỹ thuật để qua bài từ tốc độ chậm sang tốc độ nhanh. Rồi, con năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, 8 tuổi. Rồi, good.